Có nhảy mọi người ăn gỏi với mộng nhé. Gọi bá đạo. Ở đây mộng mua của bạn mộng. Bạn thì linh của mộng. Mọi người cũng muốn mua đồ qua Facebook thì linh mua nha mọi người. Hoặc là linh miền Tây sống ở Sài Gòn. Đó. Một phần gọi bá đạo là 200k. Mà cái hũ này nó nhiều lắm mọi người. Hôm qua hai vợ chồng mộng ăn hết một lần rồi đó. Giờ hôm nay mộng ăn nữa đó. Mộng ăn quá trời luôn mà cũng vẫn còn mỗi bên nửa hũ. Có đậu phụng. Cái đậu phụng vô. Ăn cho đậu phụng vô. Còn cái này là cái này là hành phi, cái bột hành phi này nó lỏng. Cái này là hành phi này nó lỏng. Đi mua thêm mấy cái cây này nhỏ nhỏ để trên đây. Có cái cây để điện thoại mà cái cây kiếm cao quá bự của mình đi. Lười á. Ngon không mọi người ơi. Ngon lắm nha mọi người. Nước chấm là ngon, ngon nhất là cái nước chấm lần sau hả là. Lần sau là mọi mua thêm một hũ nước chấm nữa. Mua hai hũ nước chấm không được. Hôm qua mộng lấy cái này, nước chấm này mộng ăn bún luôn. Ăn dưa bánh nha mọi người, cũng chán rồi. Ngon lắm nha mọi người ơi. Cái này này chân gà rút xương nha mọi người. Cái này là đậu chua là ngó sen với củ sen, ngó sen. Không ăn gì bánh. Không mọi người, không ăn gì bánh cháo. Mà mình ăn với bún. Là chân gà ủ muối. Nó ăn thử à. Ngon. Cái này chân gà ủ muối qua tiêu nha mọi người. Có kèm nước chấm. Mọi người ơi, ngon lắm, ngon lắm.
ăn lỗi chưa hết thì tới khui cái này nữa. Một cặp, hai cặp, ba cặp, bốn cặp. Một dĩ này nè, nó gồm bốn cặp chân gà mập ố ô nha mọi người, ố ủ. Rồi gút xương ra nha, có kèm theo hũ nước chấm nữa nha. Chẳng không? Lấy cái gì mà chêm lên đây. Nói chung món này mình không chịu ăn quá. Nên là muối, nước chấm. Nước chấm. Cả nhà yêu, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Mời mọi người cùng vào ăn chân gà ủ muối bao tiêu với Mộng nha. Cái này của bạn Mộng bán, Facebook thì lên bán nha mọi người. Hoặc lên miền Tây sống ở Sài Gòn nha mọi người. Cái này ngon lắm nha mọi người. Nha. Còn cái đây là gỏi. Gỏi á, gỏi bá đạo của bạn Mộng luôn nha. Mộng ăn, Mộng đang ăn bên đây. Mộng bỏ dở bên đây, Mộng chạy qua đây Mộng khui tiếp cái này. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Mọi người cùng vào ăn với Mộng nha. Ngon lắm mọi người ơi. Ngon ơi là ngon. Hello cả nhà yêu, mọi người ăn chân gà ủ muối bao tiêu nha. Chân gà ủ muối bao tiêu mọi người. Hello mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Miền Tây sống ở Sài Gòn. Hôm nay Mộng ăn món chân gà ủ muối bao tiêu mọi người. Ngon lắm mọi người. Nước chấm ngon. Mọi người ăn với Mộng nha. Nước chấm ngon. Nó dai mà nó thấm gia vị nó ngon rồi. Nó mùi tiêu, và tiêu cũng cay cái thơm. Một dĩ này là mua 120 nha mọi người. Một dĩ này là có 4 cặp mà rút xương hết rồi, 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp. Mời mọi người ăn với Mộng nha, chân gà ủ muối bao tiêu. Gỏi, gỏi bá đạo. Bá đạo có chân gà và rút xương. Một phần là 200k nha mọi người. Ngon không? Một phần mình ăn hả? 4 người, 5 người luôn. Hôm qua tới giờ, hôm qua hai chồng Mộng ăn hết một lần rồi. Hôm nay Mộng ăn nữa.
mà vẫn còn như đây là đổ ra con cả dĩa nữa luôn nè mọi người. 200 ngàn có hộp nước chấm kèm theo rau găm, rau găm, đậu phộng, hành phi rồi nữa mọi người. Nãy giờ mọi người ăn rồi, còn như đây nhà mình cũng có hành phi, là mình cố gắng cho bánh tráng trộn mình có hành phi, bỏ thêm phi vô cho ngọt. Mời mọi người nha. Có gạo muối hoa tiêu mà thịt nữa mọi người. Hay gọi bắt đầu nha mọi người. Mọi người qua Facebook thì lên hoặc trang thì Linh miền Tây sống ở Sài Gòn. Linh miền Tây sống ở Sài Gòn. Ôi, ngon quá. Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Mọi người ăn gỏi bá đạo với Mộng nha. Bữa này Mộng không có làm, bữa này là Mộng đặt của bạn Mộng. Chấm ngon lắm mọi người ơi, cái này cũng ngon nữa, cái nào cũng ngon hết mọi người. Dưa heo cũng ngon. Tôi ăn cả thế giới luôn. Cái này cũng ngon lắm luôn. Là 90k một bịch nha mọi người. Nó là 120k một bỉ. Cái này 200k một phần gỏi bá đạo. Mà nó hai hũ lận nghe, hũ to luôn nha, to đụng luôn nha. Có kèm, có kèm hũ nước chấm. Rồi rau găm, hành phi, đậu phộng. Ngon ơi là ngon. Ngon không mọi người ơi. Nó mộng kết thúc cái déo nha mọi người. Thôi để mà mộng mộng đi làm nước uống cái nữa, khát nước quá. Hello cả nhà yêu, có trà sữa nữa nha mọi người, mình có bán trà sữa, trà dâu, trà đủ thứ trà, trà gì cũng có. Cặp ơi, sinh tố, nước ép đủ hết. Trà sữa 25k một ly nha mọi người.
hai gà giữa chân châu Phúc Long. Trà sữa Phúc Long chân châu. Con trà sữa Phúc Long chân châu Phô Mai nữa. Lâu lâu mới được một bữa rảnh. Hôm thứ hai ở ngoài quán ế quá. Nó mà mang một cái thôi không mang nữa nữa. Người ta nói là mang gỏi nhiều quá. Ngon quá. Này mua để dành. Có con tàu lạnh lắm mọi người. Này nhậu ngon lắm mọi người. Ăn với bún cũng ngon. Cái này Tết đó mình đặt mấy phần để dành ăn. Bữa lên khách tới mình lấy ra mời khách cũng được. Cái này không có trà sữa nữa. Thôi bye bye mọi người nha, mình kết thúc video mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau nha. Mọi người nhà, cảm ơn mọi người đã xem video. Thấy hay thì đăng ký kênh cho Mộng nha. Kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Đăng ký kênh cho Mộng nha, cảm ơn mọi người. Mọi người uống trà sữa Mộng. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye. Yeah.